chấm thi của mỗi vòng hay không. Câu hỏi thứ hai dành cho Trấn Thành. Ngày xưa giờ thì cô tìm với Trấn Thành rất là người rất dễ bị xúc động. Thì trong chương trình này con đã khóc biết bao nhiêu lần rồi. Con có thể lỗi lệ cho em không? Cảm ơn con. Xin chào chị, thì Điền xin trả lời câu thứ nhất. Mùa 1 này chúng ta có 15 tập, tổng cộng có 15 tập và chúng ta không có quán quân, tức là cái này là game show, có nghĩa là xong tập nào là thắng tập đó. Mỗi tập chúng ta sẽ có một cái người giải nhất, một người giải nhì, người còn lại là cái giải ba, giải tư, mình có thể hiểu như vậy. Cái giải thưởng nó dao động từ 7 triệu tới 50 triệu, có nghĩa là vòng thứ nhất á, mình có 4 thí sinh thì họ sẽ lên hát. Vòng 1 họ sẽ hát, họ chọn một cái bài karaoke tự chọn. Một cái bài nào đó họ có thể là bài tủ họ đeo hát. Thì khi họ hát xong rồi lập tức là mình sẽ có cái hệ thống máy chấm điểm mà Trấn Thành vẫn thường gọi là thần máy. Đó thì sẽ có ông thần máy ông chấm. Ông chấm thì trong cái vòng đầu tiên này thì mình sẽ khuyên mình có một cái thang điểm từ 70 tới 80 thôi, có nghĩa là thấp nhất là 70. Và nếu như 70 điểm thì thấp nhất thì họ sẽ bị loại, và 70 tới 80 điểm thì cái số điểm đó mình nhân lên cho 100.000 đồng. Có nghĩa là nếu như họ 70 điểm thì nhân lên 100.000 đồng là 7 triệu. Là họ ra về nhưng mà họ vẫn được một cái phần quà là 7 triệu đồng tiền mặt. Thì cái này mình cũng nghĩ đây là một cái chưa có ít có game show nào mà người thua mà còn được tiền lắm. Nhưng mà vì cái chương trình này thì vì chúng ta xác định rồi để họ giúp trong cái hoàn cảnh nào đó, thì kể cả một số tiền rất bé như thế thôi nhưng mà cũng là một cái niềm an ủi, một cái động viên tinh thần cho cái hoàn cảnh được giúp đỡ. Ở vòng thứ hai thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà họ phải chọn ngẫu nhiên trong 30 bài. Hồi nãy chúng ta có nhìn thấy cái màn hình neuron nó chạy ngẫu nhiên, họ sẽ đặt tay lên một cái màn hình, lên một cái nút cảm ứng, họ để trên đó rồi cái nó nhận diện vân tay gì đó vân vân, nói chung là nó phức tạp lắm đó. Thì sau đó tới lúc mà nó nhận diện ra vân tay thì nó dừng lại đó. Nổ chút xíu mà thì nó dừng lại và coi như nó chọn ngẫu nhiên, thì cái bài ngẫu nhiên trong 30 bài đó thì họ buộc phải hát, và cũng là karaoke chấm điểm, cũng ông thần máy ông chấm. Và ở cái vòng này thì mình cũng có quy định là nó dao động từ cũng từ 70 điểm cho tới 85 điểm. Và như vậy thì mình lấy một ví dụ thôi, tức là cái vòng 1 là anh này anh hát được 75 điểm, còn anh kia hát 70 bị loại rồi. Thì sang vòng 2 á, thì cái anh hát 75 này anh lại tiếp tục, anh được 85 điểm nữa, nhưng mà anh vẫn thấp so với lại hai người còn lại thì anh bị loại. Và anh cộng cái số điểm của anh ở vòng 1 với vòng 2 lại, vòng 1 anh được 75, vòng 2 anh được 85, ví dụ cộng lại là thành 160. Thì 160 đó chúng ta nhân lên 100.000 thành là 16 triệu, có nghĩa là cộng theo kiểu jackpot. Thì cái công thức rất đơn giản như vậy thôi. Còn tới cái vòng thứ ba thì còn lại hai người, thì hai người này sẽ không được hát karaoke nữa, không được nhìn chữ nữa, nhìn lời nữa, mà phải chọn một bài tủ nhưng mà phải hát live trước ban giám khảo. Ấy thì hai người này sẽ hát trước hai giám khảo thường trực, đó là Cẩm Ly và Trấn Thành, và một ca sĩ khách mời làm cái giám khảo khách mời. Thì ba vị giám khảo khách mời này sẽ chấm mỗi người tối đa là 20 điểm, tức là 60, còn lại ở khán giả trường quay sẽ chấm 40 điểm. Đấy. Thì tổng cộng lại thì cuối cùng người nào cao điểm nhất thì là người chiến thắng, và giải thưởng giải nhất đó là 50 triệu, và cái người về nhì là 25 triệu. Ở đây thì không có tính cộng điểm gì nữa, và chỉ tính là nhất và nhì thôi. Cấu trúc nó đơn giản vậy, cách chấm thi nó cũng đơn giản vậy đó chị. Và xin mời câu thứ hai, Trấn Thành trả lời khóc bao nhiêu lần. Cảm ơn cô Thuyền đã đặt cho con một câu hỏi mà không cần trả lời ai cũng biết. Nói chung là cái game show này thì con lại ngược lại chút xíu, cô ráng kiềm chế lắm rồi thì con cũng không có rần đâu. Cô cũng khóc rải rác nhẹ thôi. Dạ, nói chung thì cái tập nào cô thấy bà Cẩm bà khóc, con khóc. Dạ, tại vì
trường hợp đáng thương thì mình thấy rất là nhiều là chương trình này á, một ngày 4 ca mà một ngày thì có thể mình quay khoảng 3 tập, 4 tập gì đó thì mình thấy mười mấy ca, thì giống như bác sĩ vậy đó cô. Mình thấy bệnh nhân riết mình cũng quen, chứ tại vì ai cũng đáng thương như ai hết, thì tự mình phải ráng cố gắng mình bình tĩnh. Và cái trường hợp nào mà đặc biệt đáng thương thì lúc đó nước mắt nó mới rơi, tại vì ráng cố gắng chứ không thôi mọi người cứ nói cô mất nước hoài cũng tội không, phải nói thiệt. Dạ, thì đó là vậy thôi. Dạ. Xin được cảm ơn phần giải đáp câu hỏi vừa rồi của nghệ sĩ Trấn Thành và anh Vũ Điền. Và xin được cảm ơn một lần nữa cô Thanh Tuyền ạ. Và tiếp theo xin được mời các anh chị ạ. Cô Minh Tuyền ạ, xin lỗi cô. Dạ, cô Tuyền cầu một câu hỏi nữa. Do anh Vũ Điền cho chị Tuyền hỏi là hai vòng thi đầu là mình chấm bằng hệ thống máy karaoke phải không ạ? Vậy thì vai trò của giám khảo trong hai tập đó, hai vòng đầu là như thế nào? Dạ thưa chị, vai trò của giám khảo ở hai vòng đầu chỉ là nhận xét về cái bài hát đấy, khai thác thêm câu chuyện của thí sinh. Tại vì mỗi thí sinh đều có một cái câu chuyện cực kỳ hấp dẫn. Và cái việc mình chỉ dùng có mấy phút để mình diễn tả, mình kể là câu chuyện nó bằng VTE thì nó không đủ. Cho nên là cái vai trò của giám khảo ở cái vòng thứ nhất, thật ra cái vòng thứ nhất là cái vòng rất là quan trọng. Bởi vì cái vòng đó chúng ta giới thiệu thí sinh, giới thiệu các bạn câu chuyện của họ và cái cách và cái thể cách thức thi vân vân. Cho nên cái vòng thứ nhất thật ra là nó rất nhiều thứ. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta cũng xác định rồi là hai vòng đầu đều là máy giống. Cho nên cái vai trò của giám khảo có thể nói là không phải Trấn Thành nói là ngồi chơi, không ngồi chơi, mà ngồi phải nhìn thấy được là câu chuyện của họ có cái gì đặc biệt để mình trao đổi thêm. Rồi thậm chí trong cái hát của họ, tại vì ở đây toàn là những cái thí sinh mà nó phải nói là thậm chí có, nãy mình có xem trên đấy thì chắc là các anh chị các bạn cũng thấy là có nhiều thí sinh đó hay thế, giống như cái cậu bé đó, mắt kính nó 17 tuổi sẽ lên sóng tập 1 đầu tiên hát hay khủng khiếp đó, nhưng mà cũng chưa bao giờ một lần nào đi ra thi hát cả. Thành ra là hầu hết họ là những cái người mà thậm chí có những người tập nguyện vân hát rồi rung rồi hát rất nhiều tùm lum hết. Cho nên là cái đầu tiên là cái vòng 1, cái vòng 2 thì ban giám khảo có vai trò chính là warm up cho họ, động viên họ, trao đổi chia sẻ họ để họ tự tin hơn để họ bước vào cái vòng kế tiếp. Và nếu như các anh chị xem thì các anh chị sẽ thấy là cũng không ngờ được là có những cái con người bình thường như vậy, mình không nghĩ họ là đủ sức để đi một cái cuộc thi hát. Vậy mà họ vô họ tiến bộ qua từng vòng, tới cái vòng thứ 3 là họ gần như là có những người đột biến luôn, bất ngờ. Thì cái vai trò chính của buổi giám khảo là ở hai vòng đầu như thế. Minh Ngọc xin hỏi là biết các anh chị còn câu hỏi không ạ? Các bạn có câu hỏi không? Không thì bình thường. Dạ mời anh. Mời báo cáo. Em có một câu hỏi muốn hỏi ban tổ chức á, là cái cuộc thi này rất là hay. Nhiều ý nghĩa, nhưng mà em muốn hỏi là cái quá trình để tìm kiếm thí sinh của mình đó thì nó có khó khăn như thế nào? Ban tổ chức chia sẻ cho. Cảm ơn.